kính chào các bác nhé. Hôm nay thì em lại chia sẻ các bác những cái giò lan đẹp các bác ạ. Đây là một cái tác phẩm này, một cái giò hoàng tam bảo hoa vàng đỏ rất là đẹp các bác nhé. Đó là vàng lửa rất là đẹp. Đấy. Đúng một siêu phẩm các bác nhé. Đó là sưu tầm được cái giò hoàng tam bảo xếp VIP này thì các bác chốt cho em bằng 2 triệu ạ. 2.000k các bác nhé, 2.000k cho một cái giò hoàng tam bảo siêu VIP. Và rất là đẹp các bác nhé. Đây những tác phẩm này các bác này, tác phẩm này thì em đã đi đơn cho khách em. Đấy. Đang chuẩn bị đưa đơn cho khách các bác nhé. Nói chung là những giò to này khách em lấy rất là nhiều. Đây là một số những đơn này, có đơn thì em sẽ không chia sẻ các bác nhé. Cái giò này thì em vừa hạ xuống đây ạ. Đây tiếp theo cái tác phẩm thứ hai các bác này. Đẹp chưa? Đó, cái tác phẩm thứ hai thì em cũng để các bác bằng 1.800.000 các bác nhé, 1.800.000. Đây cái mã này còn lại thì em sẽ chia sẻ nhé. Ngoài ra thì em sẽ giới thiệu các bác thêm những cái lũa lan đẹp của bên em. Các bác anh chị ước cô mình đặt hàng thì cứ gọi điện trực tiếp đến số là 0977 842 981 các bác nhé. Đây ạ, tiếp theo thì em giới thiệu các bác đó một cái giò tam bảo lai bát bảo tiên các bác ạ. Đây. Đó trước màn hình của em nó một giò tam bảo lai bát bảo tiên nhé, phải nói là hoa của nó là cái dòng hồng môi son các bác, hồng môi son này. Đấy. Hoa của nó tím hồng các bác nhá. Hồng môi son rất là đẹp. Đây là tam bảo lai bát bảo tiên thì bác nào chốt được cái tác phẩm này thì em cũng chia sẻ với giá bằng 2.000k các nhá, 2.000k. Đó các bác đặt hàng thì cứ gọi điện trực tiếp đến số bên em đã ghim trên bài, em sẽ chia sẻ Zalo cho nhá. Đó, tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cái giò hoàng tam bảo thứ hai. Phải nói rất là to ạ. Đấy tán thì rất là tròn và sum các bác nhá, lá xếp chân dép từ gốc đến ngọn. Cho cái siêu phẩm thứ hai này, nó là sưu tầm được thì em gái chia sẻ cũng bằng 2.000k các bác nhá, 2.000k, 2 triệu, đấy, gọi là 2 triệu. Đó, bác nào sưu tầm được những tác phẩm này thì các bác cứ gọi điện trực tiếp đến số bên em đã ghim trên bài các bác ạ. Đó, cứ gọi theo số 0977842981 các bác nhé. Nói chung là rất là đẹp cho cái tác phẩm như thế này. Anh chị ước cô sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em nhé. Tiếp đến em giới thiệu các bác đó là một cái chậu cửu long cao phong các bác. Đây một chậu cửu long cao phong này. Bác nào sưu tầm được em có một chậu thôi ạ. Em chia sẻ các bác bằng 280k các bác nhé. 280k cho chậu cửu long cao phong. Tiếp đến thì em giới thiệu các bác đó một cái dề tam bảo sắc hoa vàng lửa. Đó một dề tam bảo sắc hoa vàng lửa. Nói chung là trụ thuần 4 năm các bác, bộ rễ thì rất là đẹp. Cái mã này các bác chốt cho em là T3 nhá. T3 thì các bác chốt cho em cái mã này là T5 đi ạ. T5 em để các bác bằng 320 các bác nhá. Cho cái mã T5 này. Đó một dề tam bảo sắc hoa vàng lửa em chia sẻ bằng 320k. T5 nhá. Rồi cái mã này là T6 ạ. T6 thì nó hơi ít ngọn các bác, một cái dề tam bảo có hoa trắng tím. Thì cái dề này em chia sẻ các bác bằng 170k các bác nhá. 170k một dề tam bảo hoa trắng tím ạ. Các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp em gái sẽ chia sẻ Zalo cho nhá. Tiếp đến thì em giới thiệu các bác đó là một cái giò mít bà cụ các bác. Đây một cái giò mít bà cụ này. Có đúng một giò thôi em để các bác bằng 500k các bác nhé. Đó 500k cho một cái giò mít bà cụ này. Đấy. Bác sưu tầm cái giò mít bà cụ thì các bác gọi điện trực tiếp cho em nhé. 500k. Tiếp đến em giới thiệu các bác một cái giò tím kiều tím Thanh Hóa các bác. Đây một cái giò kiều tím Thanh Hóa này rất là to và tán rất là sum. Em chia sẻ các bác bằng 1.250k. Đó 1.250.000 các bác nhé. Một giò kiều tím Thanh Hóa em chia sẻ bằng 1.250.000. Đó, tiếp đến thì em giới thiệu các bác về chậu Corat Coqui xưa này. 600k cho một chậu lan 3 cây các bác, Coqui xưa nhé. Phải nói là hàng thuần lâu năm và cái bộ lá của nó thì chất rất là dày các bác. Đây giống Coqui xưa lá rất là dày nhé. 600k cho một chậu 3 cây. Đây chậu này của em thì có mẹ bồng con này. Mã này các bác chốt cho em là K2 nhé. Đây K1 600k này. Đó K2 thì đây các bác nuôi lâu quá nó bị dám trên mặt lá này. Đấy. Nhưng phải nói chất rất là dày, lá thì rất là căng tại vì nuôi lâu năm rồi các bác ạ. Cái mã K2 thì em để các bác bằng 630k nhé. K2 bằng 630k. Tiếp đến em giới thiệu các bác một cái chậu Coqui hoa trắng các bác. Đây là Coqui trắng này. Coqui hoa trắng này, cái mã này K3 em để các bác bằng 650k các bác nhé. Coqui hoa trắng. Đấy, cái dòng Coqui hoa trắng này nó rất là đắt. Thị trường các bác phải mua 550 một cây đó ạ. Em chia sẻ bằng 650k một chậu 3 cây Coqui trắng nhé. Tiếp đến thì em có chậu cáo trắng này. Bác nào sưu tầm được em chia sẻ các bác bằng một chậu cáo trắng như hình em chia sẻ các bác bằng 600k các bác nhé. Còn đúng một chậu. Đấy là hôm nay còn sót vườn lại một chậu cáo trắng em để bằng 600k. Đấy tiếp theo em giới thiệu các bác đó là một cái lũa lan sơn thủy tiên mắt nâu ạ. Đây một giò sơn thủy tiên mắt nâu bác nào sưu tầm được em để bằng 400k các bác nhé. Sơn thủy tiên mắt nâu đen. Đó em gái chia sẻ bằng 400k. Đó, các bác sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em theo số là 0977842981 các bác nhé. Tiếp đến em giới thiệu các bác đó là một cái giò quế trắng đang tám các bác, được thuần trên một cái giớn cọ, nó rất là to đây các bác. Thuần trên một cái giớn cọ nhá, phải nói rất là to và dài đẹp. Nói chung là vòi hoa vừa đợt đây nó ra như chấu các bác ạ. Đấy. Chốt cho em cái lũa quế trắng tháng 8 này em chia sẻ bằng 1.350k các bác nhá, 1.350k. Quế trắng tháng 8 các bác nhá.
Tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cây trầu, đai trầu đơn thân, lá xếp đẹp các bác, một cây đơn thân, bốn vòi hoa các bác. Bốn vòi hoa, một cây sắc pháo đẹp nhá, hàng chuẩn Tết. Đó, một cây tác phẩm như thế này bình thường các bác phải mua tầm 1 triệu 500k một cây. Rồi chốt cho em cái cây đai trầu sắc pháo có mã là C25 ạ. Siêu là đẹp các bác ạ, bản mít rụt này, lá rất là dày. Các bác thấy chưa, lá rất là dày. Em chia sẻ các bác bằng 800k các bác nhé. 800k cho một cây sắc pháo bốn vòi hoa các bác nhé. 800k cho một cây sắc pháo bốn vòi hoa. Các bác sưu tầm thì cứ gọi điện trực tiếp đến số là 0977842981, em Zalo cho nhé. Tiếp đến giới thiệu các bác một chậu lan trầm tím rừng Điện Biên này. Đấy, em để bằng 220k một chậu các bác nhé. Có một chậu duy nhất thôi ạ. Đó, 220k cho một chậu lan trầm tím rừng Điện Biên nhé. Các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp cho em ạ. Tiếp đến em giới thiệu các bác một cái chậu đen râu hồng cô bé các bác này. Có đúng một chậu thôi. Đấy, bác nào sưu tầm được em chia sẻ bằng 120k các bác nhé. Ở chỗ các bác bằng 120k một chậu đen rô, rất là đẹp các bác ạ. Tiếp đến thì em giới thiệu các bác về những cây cây nhận nhận 4N các bác. Đây, nhận 4N mít xếp này. Vì em cũng chưa có kịp lên lũa, ngoài dàn thì vẫn còn các bác nhé. Đây là em chia sẻ các bác thôi. Rồi, những cây này em chia sẻ bằng 450k cho một cặp các bác ạ. 450k cho một cặp nhận mít xếp 4N này các bác nhé. Đó, bác nào lấy 2 cây bằng 450, lấy 1 cây cho em bằng 250k một cây nhé. Rồi em sẽ chia sẻ các bác những cái lũa hoàng nhạn tháng 8 các bác. Đây, hoàng nhạn tháng 8 này đã được thuần trên trụ lũa này. Nói chung trong cái video ngày hôm nay thì em gái đều sale xả giá rẻ các bác ạ. Chốt cho em một cái lũa hoàng nhạn tháng 8 như hình này, em để các bác bằng 1.250.000 nhá. Chia sẻ đúng bằng giá con giống các bác. Hoa mới hết các bác này. Hoa toàn bộ là mới hết xong nhá. Lũa này của em thì có 8 cây các bác ạ. Đó, em gái chia sẻ bằng 1.250.000 các bác nhá. 1.250.000 chốt cho em cái mã này lại. E15 hoàng nhạn tháng 8 nhé. Đấy, tiếp theo chia sẻ những cái chậu cây giống này. Em một chậu cây giống hoàng nhạn tháng 8. Cây giống các bác này, cái mã này thì có mã là E7 các bác. E7 nó lỗi lá các bác, mất ngọn này. Lá này rất là dày. Rồi cái E7 này thì em để các bác bằng 280 các bác, 280k cho cái mã E7 nhạn tháng 8 nhé. E7 nhạn tháng 8 này. Đấy, tiếp đến thì chốt cho em cái mã này là E1 ạ. Đấy, E1 nó cũng bị lỗi. Chung là lô này nó cũng bị lỗi lá, chết cây nuôi lâu lá rất là dày. Cây thì mất ngọn, cây mã này E1 em để các bác bằng 300k có nhá. E1 bằng 300k, nói chung là hàng thuần lâu rồi thì các bác chỉ cần buộc thêm phân thôi ạ. Nói chung là giá sale của các bác đi mua cây giống còn không được nhá. Nói chung là lô này sale lỗ đấy. Đó, 300k cho một chậu các bác, đây là lô này xả lỗ này. Đó, E1 nhá, rồi cái mã này của em này. Các bác sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em nhé, cái mã này là E3. Rồi E3 nhá, nói chung là lô này nó bị lỗi. Này, cây đang bắt đầu nở lá này. Đấy, E3 em để các bác bằng 300k các bác nhá. Cây này mít thì quá đẹp luôn. Đó, E3 với giá bằng 300k, bác sưu tầm được nhận tháng 8 thì chốt cho em nhá. E3 bằng 300k. Đó, tiếp đến thì em giới thiệu các bác thêm một cái mã này nữa. E3 bằng 300k, rồi chốt cho em cái mã này là E2 ạ. E2 em để bằng 350 các bác nhá. Cây rất là đẹp. 2, 4, 5, 6, 7 cây các bác. Đó, E2 nhá. E2 thì cây to cây nhỏ em để các bác bằng 350k. Đó, 350k cho cái mã E2. Đó, bác nào sưu tầm thì cứ gọi điện trực tiếp cho em nhá. Rồi cái mã này là E4 ạ. E4 cây mít xếp đẹp các bác ơi. Rồi. Toàn bộ là cây rất là đẹp. E4 thì em để các bác bằng 400k các bác nhá. 400k cho cái mã E4 hoàng nhạn tháng 8 các bác nhá. Đó, bác nào sưu tầm được thì các bác cứ gọi điện trực tiếp, em gái sẽ Zalo cho nhá. Đây là cái mã E4 này. Đó, bác nào sưu tầm thì liên hệ trực tiếp em chia sẻ Zalo cho. E4 nhận tháng 8 nhé. Rồi đến cái mã E5 ạ. E5 thì cây rất là to. Rồi E5 thì cây rất là to các bác nhé. Đây. Đấy, cây nở lá rất là to luôn. E5 này lá mít này. 2 cây, 4 cây, 6 cây các bác. 6 cây cho cái mã E5. Rồi E5 em để các bác bằng 800k các bác nhé. Đây, đẹp lắm. Đẹp lắm các bác ơi. Rồi, chốt cho em E5 bằng 800k các bác nhé. Hoàng nhận tháng 8 này. Cây quá đẹp luôn các bác ạ. Đó, E5 bằng 800k nhé. Đó, bác nào sưu tầm thì các bác cứ gọi điện trực tiếp đến số em đã ghi trên bài, em gái sẽ Zalo cho. Đó, tiếp đến là cái mã E6 á. E6 thì cây cũng khá là đẹp các bác ạ. E6 cây cũng khá là đẹp nhé. Nhận tháng 8 cho cái mã E6. Em để các bác cái mã E6 này bằng 600k các bác nhé. Đây, bác ngắm chất cây này. Đấy, đẹp chưa? Dạ, E6 á. E6 chia sẻ các bác bằng 600k các bác nhé. Đó, nhận tháng 8 cho cái mã E6. Để bác nào sưu tầm mã E6 thì gọi điện trực tiếp cho em 600k các bác nhé. Đó, các bác sưu tầm thì cứ liên hệ số điện thoại trên bài em chia sẻ cho. Đó. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác một chậu tháng 4 Vân Đôn. Đây, một chậu nhạn tháng 4 cây đẹp các bác này. Toàn cây là xếp này. Đó, các mã này là G9 nhé. G9 em để các bác bằng 650 một chậu.
Nhãn tháng 4 Vân Đôn rất là to các bác nhé. G9. G9 các bác nhé. Một chậu hồng nhãn tháng 4 Vân Đôn, cây to nở lá đẹp các bác nhé. Nuôi lâu năm rồi. Em để 6,50. Đó, các bác mà muốn sưu tầm những cái chậu lan đẹp thì liên hệ cho em gái chia sẻ cho. Tiếp đến thì em giới thiệu các bác một siêu phẩm hồng nhãn tháng 8, đây là một chậu lan cổ. Một chậu lan cổ xưa rồi, nói chung chậu này thì được thuần trên chậu là 12 năm tuổi rồi. Đấy, thực ra vòi hoa thì nó đã khô hết các bác. Đây là vòi mới này, hoa muộn này. Chậu này thì em thì có 8 cây các bác ạ, 8 cây rất là to. Đấy. Và em chia sẻ cho các bác nào sưu tầm cái tác phẩm này nhá, 8 cây to nhỏ là 8 cây. Thì em chia sẻ các bác bằng 7.500k, 7 triệu 500k các bác, 7 triệu 500k. Đó, chốt cho em cái giò nhận tháng 8 siêu VIP này. Thì các bác lên đơn giúp em nhá, 7.500k các bác nhá. Siêu là đẹp các bác ạ. Đó, rất là đẹp luôn, hoàng nhận tháng 8 siêu VIP nhá. 7 triệu 500k các bác nhá. Bác nào sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em gái sẽ chia sẻ Zalo cho. Tiếp đến em giới thiệu các bác một chậu lan Hải Yến. Một chậu lan Hải Yến rừng em để các bác bằng 380k các bác nhá. Hải Yến rừng này có một chậu thôi. Đó, bác nào sưu tầm được em chia sẻ bằng 380 cho chậu lan Hải Yến rừng này. Anh chị các cô sưu tầm thì liên hệ trực tiếp cho em gái nhá. Đấy. Tiếp đến thì em giới thiệu các bác một cái giò lan đuôi chồn mà nó là dòng chồn trắng các bác ạ. Đây là dòng chồn trắng của Thái Lan. Bác nào sưu tầm được giò này thì em chia sẻ bằng 860k nhá. 860k, nói chung là đây là những con chồn lâu năm đã được ghép lũa thuần, nói chung là thuần đuôi chồn nó rất là lâu các bác. Đó, 860k do cho giò chồn trắng nhá, tại vì em có đúng một giò thôi. Đó, bác nào mà sưu tầm được thì cứ gọi điện trực tiếp đến số bên em đã ghim trên bài, em gái sẽ Zalo chia sẻ cho ạ. Tiếp đến thì em giới thiệu các bác một cây trâu màu xanh cốm các bác nhá, một cây trâu màu xanh cốm có mã là C6 và đang có hai vòi các bác, đang có hai vòi này. Cây này C6, một cây xanh cốm em để các bác bằng 250k. À 230k đi các bác, nó lỗi lá này. Nổ ấy, nổ lá. Dạ, cây này em chốt bằng 230 nhá. 230 bác sưu tầm gọi điện trực tiếp cho em 230. Đó, tiếp đến thì em giới thiệu các bác một cây lá trâu có màu đỏ ớt các bác, đỏ ớt có mã A26. A26 bốn vòi đó này, 1 2 3 4 này. Lá mít xếp rất là dày nhá, một cây đỏ ớt lá mít xếp dày em chia sẻ bằng 600k các bác nhá. 600k cho cái cây mít xếp này, cây tông đỏ ớt cái mã này A26 bằng 600k các bác nhá, 600k. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác thêm một cái cây xanh cốm các bác, một cây xanh cốm này có mã là C20. Xanh cốm nhá, dòng này nó đắt lắm các bác, nó bị ruồi vàng chích khô các bác thấy chưa? Nhưng bản lá to phải nói rất là đẹp các bác, nở lắm. Bản lá to các bác nhìn bằng cái bàn tay luôn. Đó, cây này lỗi lá, một cây xanh cốm em để các bác bằng 300k nhá. Đó, chốt cho em cây xanh cốm 300k, bác nào sưu tầm gọi điện trực tiếp cho em nhé. Tiếp đến thì em giới thiệu các bác một cây hồng cánh sen ạ. Một cây hồng cánh sen thì có mã là A30. A30 hồng cánh sen 4 vòi em để bằng 600k các bác nhé. A30 hồng cánh sen 4 vòi bằng 600k, bác sưu tầm gọi điện trực tiếp cho em ạ. Tiếp đến cái mã này là A35 các bác ơi, A35 nhé. Đó, A35 của em là một cái cây, một cây đai trâu màu bò sữa đẹp các bác ạ. Đây, lá rất là dày các bác ạ, lá bằng bàn tay luôn rồi, nó chất mít xếp dày. Cây này của em thì cũng 4 vòi các bác, 1 vòi ngắn này, 2 3 4 vòi hoa các bác nhá. 4 vòi hoa phải nói siêu mít mà chất lá rất là dày. Cái mã này chốt cho em là A35, em để các bác bằng 750k các bác nhá. Đối với cây khủng như thế này các bác, thị trường các bác phải mua tầm 1 triệu 500k một cây. Đó, A35 nhá. Đó, A35 em để bằng 750k. Đó, các bác sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em các bác nhá. Đó, tiếp đến là em giới thiệu các bác một cây trâu, đai trâu màu vàng. Chung là màu vàng hít hốt luôn các bác, đang nụ này, cây đơn này, một cây vàng đơn nhá. Đang nụ C15 em để các bác bằng 680 đi cho con số lộc. Một cây đai trâu màu vàng nhá, em để bằng 680k. Các bác sưu tầm thì gọi điện trực tiếp cho em các bác nhá. 680. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cây đai trâu có tông hồng phấn các bác, một cây hồng phấn đẹp này. Một cây hồng phấn này nó là xếp chân vết rất là to khủng. Cây này thị trường cũng phải rơi tầm 1 triệu năm. Ở đây nó có độ nẻ lá các bác này. Nẻ lá này. Đấy, nó hơi bị xém cháy các bác này, xém cháy này. Đấy, xém cháy tí lá. Tí lá ở gốc chân ấy. Đấy, cây này em để các bác bằng 750 cho cái mã C11 nhá, hồng phấn. Hồng phấn với mã C11 bằng 750k. Đó, các bác sưu tầm thì các bác lên đơn gọi điện trực tiếp cho em theo số là 0977842981 các bác nhé. Tiếp đến thì em giới thiệu các bác một cây mitsu màu đỏ các bác ạ, màu đỏ nhá, một cây mitsu màu đỏ. Em để cả bằng 380k quá nhé. Một cây mitsu màu đỏ 380. Ôi dồi ôi, nó đây là nó su rụt rịt, siêu rụt rịt các bác. Bản lá rất là dày các bác nhìn này. Nó lên những cái đồng su đẹp này. Đó,
350k các bác nhé. Một cây su rụt gì cái mã này các bác chốt cho em là A38 các bác, A38 nhé. Nói chung là vẫn còn rất là nhiều những cái tác phẩm đẹp. Nói chung là anh chị các cô nhà mình mà muốn sưu tầm những cái tác phẩm đẹp thì gọi điện trực tiếp em gái chia sẻ Zalo cho nhé. Còn đây em giới thiệu các bác những cái chậu su 4N này. Đây chậu su 4N hàng đã nuôi vườn này bằng 1.100.000 một cặp nhé. 1.100.000 cho một cặp su rụt 4N như hình. Đó, bác nào mà sưu tầm thì các bác gọi điện trực tiếp đến số là 0977842981 thì em sẽ chia sẻ Zalo nhé. Đây giới thiệu các bác một chậu kiếm vàng phú quý này rất là to này. Đấy, chia sẻ bác nào mà lấy được cả chậu, nhưng bình thường thì những chậu này thì em bán tầm thị trường cũng bán tầm 280 đến 250k một thân một măng, và chậu này em để các bác bằng 860 các nhé, 860 vàng phú quý. Tiếp đến em giới thiệu các bác một chậu lan đuôi chồn, và nó đây dòng chồn Lai Châu rất là đẹp to này. Chậu này em để các bác bằng 850k các bác nhé, cho cái giò chồn Lai Châu này nhé. Đấy, bác nào sưu tầm được chồn Lai Châu của các bác chốt cho em đây một cái giò Corat Coki thằng nhà mình, được thuần trên một cái trụ lũa nhá, 3 cây rất là to. Thường những cái cây lên lũa các bác mua thì từ 550 đến 600k một cây. Cái lũa này của bạn em 3 cây em để các bác bằng 1 triệu nhá, 1 triệu Coki ạ, lũa này 1 triệu các bác nhé. Và ngoài ra thì em chia sẻ các bác những cái tác phẩm lan đẹp thì các bác cứ gọi điện trực tiếp đến Zalo em gái sẽ chia sẻ các bác từng đơn từng giò nhé. Em xin cảm ơn các bác.